mừng các bạn đến với kênh 4 mùa ẩm thực của mình nhé. Sáng nay giờ mình đang có mặt ở đường Tân Hòa Đông, ở đây thuộc phường 14 quận 6 đó các bạn. Mình thấy ở đây có một cái xe bánh mì heo quay bán trên vỉa hè, nhưng mà cái lượng khách rất là đông, đông hơn như vậy nữa. Mình thấy bán rất là đắt hàng luôn, và xe nhìn trang trí nhìn rất là hấp dẫn, những cái miếng heo quay rồi bánh mì, những cái thịt nhìn rất hấp dẫn luôn. Ở đây bán bánh mì heo quay nha các bạn, cho nên mình sẽ quyết định vào đây mình sẽ quay một số hình ảnh ở đây nhìn rất là hấp dẫn để cho các bạn cùng xem nhé. Bánh mì heo quay thì có ba người bán, ba cái cô bán thì bán làm rất là nhanh luôn, vì lượng khách rất là đông đó các bạn. Ba người làm không kịp luôn, và mình thấy những cái tủ thịt heo quay được trình bày rất là đẹp mắt luôn, và dưa rau này kia cũng rất là nhiều, rồi những cần xé bánh mì để bán số lượng rất là khủng luôn, để bán bên đường thôi nhưng mà lượng khách rất đông nha. À, đây là những cái phần, những cái miếng heo quay được cắt ra để bán bánh mì heo quay đó các bạn. Mình thấy cái lượng heo quay cũng trưng bày rất là khủng luôn. Cô đang chặt những cái miếng heo quay. Đây mình chiên bánh mì heo quay thôi hả cô? Dạ, bánh mì heo quay không à. Một món hả cô? Dạ. Rồi mình có bán heo quay riêng không cô? Dạ có. Bao nhiêu một ký vậy chị? À, rồi 300, rồi 208. Bánh mì bán bao nhiêu hộ cô? 15.000 một hộ. À, khách có muốn ăn thêm thì bên thêm. Dạ, dạ. À, thấy một cái lượng thịt cũng rất là lớn nha các bạn. Đây, nghe cái tiếng chặt là mình biết da giòn nha. Thớt to và dao nặng sẽ chặt, và bén sẽ chặt heo rất là ngọt luôn. Thì cái miếng heo rất là ngon. Cô bên kia thì đang bày những cái phần dưa leo. Dưa leo ở đây được cắt dày nha các bạn, chứ không phải cắt lát mỏng nha. Ăn sẽ cảm giác sẽ rất giòn. Mình thấy số lượng rất là khủng nha. Bớt ra chị ơi. Bán ở đây được qua bao nhiêu năm rồi cô? Được 4 năm mà. 4 năm mà thấy khách rất đông ha. Em quay này có thể ở nhà mình quay luôn. Dạ. Yeah. Phải không cô? Dạ, yeah, ở nhà quay anh. Có nghĩa là ở đây là heo quay tự cô sản xuất ra để bán luôn các bạn. Cho ông chị để quên. Cái miếng heo quay da dặn ôm nhìn rất là giòn các bạn, mình quay nó tới rút á, cho nên mình nó rất là vàng, chứ quay không tới thì nó sẽ màu trắng á. Đúng rồi, tới thì nó thơm hơn. Dạ. Quay tới thì da nó sẽ giòn và nó thấm gia vị các bạn. Khách lúc nào cũng tấp vô và mua rất là đông nha các bạn. Lúc nào các cô ở đây cũng làm phải rất là nhanh tay luôn, lượng khách rất là nhiều.
cô ở đây là chặt heo liên tục nha các bạn, mới kịp bán nha. Đây lượng khách rất là lớn. Chặt miếng heo nghe, cái da giòn nó rút rút rút. Vậy hả? Vậy là hai ổ mì không không phải không? Rồi, rồi rồi. Tưởng mì thịt. Rồi, chị này hai ổ nè. Mình thấy rau đồ cũng tươi rói à. Nên chị làm bánh mì heo quay nha. Đó, bánh mì rồi dưa leo. Bỏ heo quay tràn bờ đê vô. Chạy mấy ổ chạy. Dưa leo rồi hành ngòn. Rồi những cái miếng ớt. Chạy, bỏ vô nguyên ổ cho. Cái này ớt hả con? Rồi ớt cắt sợi luôn. Rồi cái nước này là nước sốt gì con? Nước sốt trang bánh mì. Cái nước sốt rất đặc biệt. Một ổ vậy là 15 đó hả cô? 15 ngàn. Bánh mì heo quay ở đây mình có tên gì không cô? Bánh mì heo quay thôi. Tên là bánh mì heo quay. Đúng rồi. Lấy địa chỉ nhà này được rồi. Cái tủ thịt nhìn rất là hấp dẫn luôn nha. Thịt đùi và thịt ba rọi. Ba rọi 300, rồi 28, đúng không con? Dạ. Thành ớt sắc sợi nha. Chị ơi. Ớt ba chi cho các bạn, chắc ra nha. Dạ, đầy đủ ha. Con làm rất là nhanh luôn. Mấy ổ chị? Heo quay. Không lấy em mới nó ngon. Tươi rói luôn. Ờ, nó tôm nữa. Muối tiêu. Là khách có thể dùng muối tiêu hoặc là nồi dùng nước sốt tùy khách ha. Khách đòi ăn gì em làm? Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi. Cỡ nào cũng chịu. Chị ở đây thì liên tục chặt theo quay. Còn cô kế bên thì là vô thịt vô bánh mì cho khách. Cô ở đây thì sẽ gói và giao cho khách. Làm chỗ ổ nè cô ngủ không ha. 5 giờ sáng em bán tới 1 giờ trưa. 5 giờ sáng đến 13 giờ. Các bạn có thể ghé ăn sáng qua ăn trưa đều được nha các bạn. Bánh mì heo quay đường phố Sài Gòn. Giá tầm 15-20 các bạn, rất là dễ ăn luôn. Heo quay nó sẽ có da giòn và những cái miếng mỡ và thịt nó sẽ rất là đậm đà, béo và giòn tan nha các bạn. Rồi mình thấy những cái cần xé bánh mì rất nhiều. Bánh mì thì hãng giao tới liên tục cho nên rất là nóng và giòn tan. Bánh mì nóng giòn, bánh mì heo quay da giòn, bánh mì giòn luôn. Mấy ổ, một ổ sao nữa kìa. Khách thì chờ đông quá, bán thì rất là rộn ràng, hối hả. Làm tất bật luôn các bạn. Cái núi nha các bạn. Trên đây là những cái miếng heo quay, thịt đùi và ba rọi. Cái quay rất là vàng ô và rất là rút luôn nha các bạn, thấm gia vị luôn. Quay kỹ thì nó sẽ nhóc thịt các bạn, nhưng mà ngược lại nó sẽ rất là ngon. Những cái heo quay ở đây là do nhà chính ở nhà cô làm và bán bánh mì heo quay luôn các bạn. Bán 4 năm nhưng mà lượng khách thì rất là khủng luôn. Giòn ngon. Mấy miếng vậy đó cô. Có tiền không anh ơi? Có
xe bánh mì thịt heo quay bán đứng đất khách trên vỉa hè đường Tân Hòa Đông quận 6 đó các bạn. Đây là cái nước sốt đặc biệt nè, bí quyết của quán đó các bạn. Xe bánh mì heo quay ở đây đó bạn bán rất là đông khách luôn, số lượng thịt cũng rất là khủng. Địa chỉ ở đây là số 64A đường Tân Hòa Đông, thuộc phường 14 quận 6 nha các bạn. Các bạn có dịp đi ngang thì ghé đây thưởng thức những ổ bánh mì nóng hổi, da heo giòn tan và đậm đà ha, thơm phức luôn. Mời các bạn dùng với mình nha. Ổ bánh mì rất là giòn các bạn, giòn tan luôn. Cái vị rất là vừa ăn các bạn, chan nước sốt. Đúng là cái nước sốt này nó cũng hơi đặc biệt các bạn, rất là nó không có mặn lắm, nó có vị hơi ngọt ngọt nhưng mà rất là vừa ăn luôn và rất thơm. Cái sốt rất là ngon. Bánh mì thì thiệt là giòn và cái da heo nó cũng có độ giòn các bạn. Da heo giòn ăn nhai rớp rớp. Cái thịt heo quay thì nó có thịt nạc và nó có cái phần mỡ các bạn, cho nên ăn bùi và cái đậm đà và cái phần mỡ thì ăn cũng khá là béo. Miếng heo quay được cắt nhỏ ra bạn, da giòn, rất giòn luôn. Kết hợp với hành ngò và dưa leo nó sẽ làm tăng cái độ thơm, độ ngọt và nó giảm đi cái độ ngậy, độ béo của thịt thà các bạn ạ. Cái da heo giòn làm cho mình rất là thích luôn. Có cái ớt các bạn, ớt cay cay. Cái nước sốt rất là thơm ngon luôn, nó vừa ăn ra, nó không có mặn các bạn. Ăn hết tới miếng cuối cùng luôn bạn. Mình vừa dùng xong cái ổ bánh mì heo quay ở đây, rất là ngon, da giòn tan, bánh mì cũng giòn, rất là thơm ngon. Nước sốt cũng rất là ngon các bạn, heo quay thì da giòn, béo béo nè, đậm đà, rất là ngon luôn. Cho nên cái lượng khách rất đông và chị bán số bánh mì ở đây rất là khủng luôn. Các bạn ở gần xa có dịp đi ngang đây thì ghé thưởng thức ổ bánh mì heo quay của xe bánh mì bán trên vỉa hè ở đây nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn đã xem video này. Mình xin kết thúc video ở đây. Mình chúc các bạn một ngày mới thật là an lành, hạnh phúc và vui vẻ ha. Và mình hẹn các bạn video sau nha. Bye bye.